Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, đã hơn 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thế nhưng tới thời điểm này, những nỗi đau do COVID-19 mang lại vẫn hiện hữu ở rất nhiều gia đình. Trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19 là một mất mát thiệt thòi rất lớn, nhưng các em không hề đơn độc. Hàng triệu tấm lòng vẫn dang rộng vòng tay, nâng đỡ, đón nhận để các em có thể tiếp bước trên hành trình cuộc sống. Trong đó có những người phụ nữ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tình nguyện trở thành người mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi cho đến khi các em trưởng thành. Em Nguyễn Thị Kiều My ở ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, mồ côi mẹ do COVID-19. Đã gần một năm khi về lại quê nhà, nỗi đau mất người thân đã dần nguôi ngoai. Nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn còn một khoảng trống lớn. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Kiều My, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên hai cha con vượt qua nỗi đau mất mát để ổn định cuộc sống, chăm lo chuyện học hành cho con nhỏ. Dạ, về đây cho con nó học nè, về cha con đùm bọc nhau sống, mà muốn con học cho thành danh thành đạt chứ không khổ như ba mẹ nó nữa. Chứ là mướn không đâu tương lai đâu. Gán lo cho con đang học tới nơi tới chốn cho nó sống một đời khỏe, không khổ cực cho cha mẹ nó nữa. Cùng lo chuyện học cho My, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh An Giang đã kịp thời hỗ trợ 5 triệu đồng, một máy tính bảng để em học trực tuyến. Ngoài ra em còn được nhận 700.000 đồng một tháng từ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup trong thời gian 11 tháng. Chăm lo, động viên tinh thần, Hội Phụ Nữ xã Phú Thành nhận đỡ đầu Kiều My. Hội thường xuyên cử cán bộ đến giúp đỡ em học tập, tư vấn tâm lý để em lấy lại sự tự tin đến trường cùng các bạn bè và viết tiếp ước mơ của mình. Con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con như thời gian qua. Con sẽ hứa học giỏi, con sẽ nghe lời cha. Còn với em Trần Tuấn Phát, mồ côi cha khi chưa tròn 3 tuổi, em còn quá nhỏ để nhận biết được sự mất mát to lớn của đời mình. Một tuổi, Tấn Phát được cha mẹ gửi ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng để đến Bình Dương mưu sinh. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ba em không qua khỏi. Mẹ em vẫn tiếp tục bám trụ làm việc cho một công ty may ở tại Bình Dương để có tiền gửi về nuôi con. Cả gia đình là mong mỏi cháu là nó được mạnh khỏe. Hai anh cháu lớn rồi ngoan ngoãn mạnh khỏe, mà gia đình sẽ cố gắng chăm sóc cháu để đạt được như vậy. Em Trần Tuấn Phát cũng được Hội Phụ Nữ xã Phú Thành nhận đỡ đầu cho đến khi em trưởng thành. Bên cạnh đó, hội còn vận động Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ em 700.000 đồng mỗi tháng. Toàn huyện Phú Tân có 43 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh COVID-19. Thực hiện mục tiêu 100% trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong cách vận động hỗ trợ lâu dài cho trẻ em mồ côi để các em có điều kiện học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong đó có 34 trẻ đang sinh sống trên địa bàn huyện được Hội Liên hiệp Phụ nữ 18 xã thị trấn nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức như hỗ trợ cung cấp kiến thức về y tế, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tăng học bổng, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng, trang thiết bị học tập, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương. Cái quan trọng nhất đó là cái việc rà soát cái ban đầu về hoàn cảnh, nắm từng hoàn cảnh của các em mà chúng ta mới là có cái cơ sở để hỗ trợ về tâm lý, thứ hai là về yếu tố tinh thần, thứ ba là về vật chất. Nắm điều kiện cụ thể của từng đối tượng thì chúng ta mới có cái việc hỗ trợ được. Giúp trẻ em mồ côi ổn định cuộc sống tại chính ngôi nhà của mình, mô hình mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân đã vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm đồng hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Mô hình đã phát huy vai trò kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, góp phần tạo điều kiện để mọi trẻ đều được chăm sóc, phát triển toàn diện. Thì Hội Phụ nữ xã cũng mong muốn rằng cho các em mà phát triển một cách toàn diện hơn về vật chất lẫn tinh thần, được học hành và được chăm sóc.
không chỉ dừng ở một phong trào hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau cho trẻ em mồ côi. Mô hình mẹ đỡ đầu còn phát huy giá trị nhân văn, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Mô hình trở thành điểm tựa vững chắc để các em vượt lên hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai.